Tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Phạm Đức Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. Ông Phạm Đức Long sinh năm 1970, có bằng tiến sĩ điện tử viễn thông tại Nhật Bản, đã trải qua các vị trí công tác là Phó Giám đốc và Giám đốc VNPT thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1 năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc. Tháng 4 năm 2015, được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT. Và đến tháng 6 năm 2020, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT. Ông Phạm Đức Long được đánh giá là người được đào tạo bài bản, có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn trong điều hành quản lý, có vai trò quan trọng trong chỉ đạo điều hành, đưa ra nhiều quyết sách giúp Tập đoàn VNPT tái cơ cấu thành công, đạt mức tăng trưởng lợi nhuận cao, đặc biệt đưa VNPT trở thành doanh nghiệp giữ vai trò đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 6 tại Hà Nội, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone trực thuộc Tập đoàn VNPT đã vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất trong buổi lễ kỷ niệm mạng di động Vinaphone tròn 25 năm tuổi. Trong 25 năm xây dựng và phát triển, là nhà mạng di động thuần Việt đầu tiên, VNPT, Vinaphone đã có những bước phát triển ấn tượng, mang dấu ấn tiên phong trên thị trường thông tin di động tại Việt Nam. Ngày 26 tháng 6 năm 1996, mạng di động Vinaphone, mạng di động đầu tiên do chính người Việt xây dựng và phát triển chính thức đi vào hoạt động. Chỉ 3 năm sau khi ra đời, Vinaphone trở thành nhà mạng đầu tiên phủ sóng toàn bộ các tỉnh thành của Việt Nam vào năm 1999. Vinaphone cũng là nhà mạng đầu tiên triển khai công nghệ 3G, 4G băng thông rộng tốc độ cao. Đến thời điểm này, VNPT Vinaphone sở hữu một hạ tầng mạng lưới viễn thông với hơn 37.000 trạm 3G, 34.000 trạm 4G, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu quốc gia về đảm bảo an ninh quốc phòng, chủ quyền không gian, phòng chống thiên tai, cũng như nhu cầu đa dạng của gần 30 triệu khách hàng, trở thành nhà mạng lớn thứ hai của cả nước. Điều quan trọng nhất mà 25 năm qua Vinaphone đã đạt được đó là đã trở thành một mạng di động được khách hàng tin dùng nhất khi đi đầu trong việc cung cấp các hệ sinh thái cho mỗi cá nhân và hộ gia đình, từng bước mang tới một cuộc sống toàn diện cho người dân Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tôi ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, nhân viên và tập thể lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone. Hiện tại, Tập đoàn VNPT cũng là doanh nghiệp đầu tiên thử nghiệm thương mại 5G thành công tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác. Việc cung cấp triển khai thử nghiệm dịch vụ công nghệ 5G trên mạng Vinaphone được đánh giá đang dần hiện thực hóa các ứng dụng AI, IoT hay robot cho các thành phố thông minh và các doanh nghiệp, có phần đáp ứng các mục tiêu kinh doanh cũng như phát triển kinh tế xã hội, an toàn an ninh quốc phòng. Trong khát vọng Việt Nam về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, VNPT xác định cho mình sứ mệnh trở thành tập đoàn công nghệ dẫn dắt triển khai chuyển đổi số quốc gia. Thế mạnh của nhà mạng viễn thông trụ cột trong nhiều năm qua là nền móng vô cùng vững chắc của VNPT cho triển vọng về chuyển đổi số để góp phần kiến tạo chính phủ số, nền kinh tế số và hướng tới xã hội số tại Việt Nam như định hướng của Đảng, Nhà nước đã đề ra. Cũng tại lễ kỷ niệm sinh nhật tuổi 25 sáng ngày 25 tháng 6, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT Vinaphone đã vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất giai đoạn 2015-2019. Đây là khoảng thời gian Tổng công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoàn thành mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước tăng lên hàng năm. Nếu như năm 2015, tổng doanh thu của VNPT Vinaphone đạt 14.478 tỷ đồng, thì tới năm 2019, con số này tăng gần gấp 3, lên 42.230 tỷ đồng. Về mức độ ngân sách nhà nước, thì con số đã tăng từ 380 tỷ đồng vào năm 2015, lên 1.302 tỷ đồng vào năm 2019, tăng gấp 3,5 lần. Không chỉ đồng hành cùng với nhiều địa phương trên cả nước triển khai các giải pháp số như IoT, hướng đến hình thành các thành phố thông minh, chính quyền số mạnh Tập đoàn VNPT trong năm 2020 còn ghi dấu ấn khác khi tham gia sâu rộng vào chương trình chuyển đổi số quốc gia, triển khai các dự án trọng điểm. Ở vị trí nào thì VNPT cũng đóng vai trò là trụ cột, dẫn dắt cuộc chuyển đổi số quốc gia. Dấu ấn trong năm 2020 là tiền đề quan trọng để đơn vị top 2 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam có thể triển khai các nhiệm vụ chiến lược, đưa tập đoàn phát triển đúng tầm nhìn,
trở thành nhà cung cấp dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và trung tâm giao dịch số của khu vực châu Á. Cụ thể hóa mục tiêu này bằng hành động như thế nào? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Đức Long, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT về vấn đề này. Và trước hết thì cảm ơn ông đã dành thời gian cho Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa ông, là với vai trò là đơn vị dẫn dắt của chuyển đổi số tại Việt Nam, thì VNPT đã có những hỗ trợ cũng như là hành động như thế nào để cái quá trình thực hiện này ở tại Việt Nam đã đạt được những cái kết quả đáng ghi nhận trong năm vừa qua? Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi tập trung vào một số lĩnh vực chuyển đổi số trọng yếu như sau. Thứ nhất, về chính quyền số, VNPT rất là vinh dự được Văn phòng Chính phủ giao triển khai những dự án trọng yếu theo cái chương trình chuyển đổi số của quốc gia, ví dụ như là cổng dịch vụ công quốc gia, trục liên thông văn bản quốc gia, hệ thống báo cáo điều hành của chính phủ. Và trên cái cơ sở đấy thì VNPT cũng đã phối hợp cùng với lại các địa phương để xây dựng các cái việc chuyển đổi số cho các tỉnh thành phố. Thì VNPT hiện nay đã ký hợp tác chiến lược với 55 tỉnh thành phố để thực hiện triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đấy thì VNPT cũng đã phối hợp để xây dựng cái đề án đô thị thông minh cho 46 tỉnh thành phố, và cụ thể hơn thì VNPT đã phối hợp triển khai cái trung tâm điều hành thông minh. Thứ hai là VNPT cũng tham gia đồng hành cùng với các cái ngành trọng điểm như là y tế và giáo dục trong vấn đề thực hiện chuyển đổi số. Trong mùa Covid thì cũng đã hơn 20.000 trường đã sử dụng phần mềm của VNPT để tổ chức đào tạo và dạy học trực tuyến. Và đối với ngành y tế thì VNPT tiếp tục đồng hành cùng với ngành y tế để thực hiện cái vấn đề chuyển đổi số. Và hiện nay thì hơn 7.500 cơ sở y tế đã và đang sử dụng cái hệ thống sản phẩm của VNPT. Đối với lĩnh vực kinh tế số thì VNPT tập trung vào cái chuyển đổi số cho các cái lĩnh vực kinh tế ngành và các doanh nghiệp. Thì đối với lĩnh vực kinh tế ngành thì VNPT phối hợp cùng với lại một số ngành để triển khai chuyển đổi số như là nông nghiệp, như là du lịch, như là thương mại. Bên cạnh đấy thì VNPT cũng tích cực tham gia chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, cụ thể là các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương, cũng như là các 18 tập đoàn, tổng công ty trong Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Bên cạnh đấy thì VNPT cũng đã và đang xúc tiến thúc đẩy các cái nội dung chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài cái vấn đề phát triển kinh tế số thì VNPT cũng tập trung là xây dựng cái vấn đề tiêu dùng số cho khách hàng cá nhân và hộ gia đình, phát triển các cái nền tảng chuyển đổi số cho các khách hàng trên khách hàng di động Vinaphone. VNPT cũng đang đẩy mạnh cái việc thanh toán không dùng tiền mặt, hướng tới một cái tiêu dùng số và xã hội số. Hiện tại thì VNPT đang phối hợp cùng Bộ Công an để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quản lý căn cước công dân. Hiện tại thì ông có thể chia sẻ những cái điểm nhấn chính quan trọng của dự án này được không ạ? Xin lỗi, cuối năm 2020, Bộ Công an chính thức giao cho VNPT xây dựng và triển khai cái dự án này. Đến hôm nay thì VNPT đã cơ bản đi được một chặng đường khá dài và đáp ứng đúng theo yêu cầu và tiến độ cũng như chất lượng của từ Bộ Công an đối với dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Và dự kiến là vào cuối tháng 2 thì Bộ Công an sẽ nhấn nút để khai trương giai đoạn đầu của dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, và để hướng tới mục tiêu đưa vào khai thác một cách đầy đủ vào giữa năm 2021. VNPT đã xây dựng một chiến lược VNPT 4.0 từ năm 2019 và lộ trình đến năm 2025. Đến thời điểm này thì mình có thay đổi một chút nào đó về chiến lược hay không, cũng như là trước cái đòi hỏi mới của chuyển đổi số tại Việt Nam cũng như trên thế giới? Chúng tôi đã xây dựng cái chiến lược VNPT 4.0 hướng tới mục tiêu trở thành một nhà cung cấp dịch vụ số. Tuy nhiên thì cuối năm 2020 vừa rồi chúng tôi có một cái điều chỉnh đối với lại cái chiến lược này. Về cơ bản thì nó vẫn giữ nguyên những cái mục tiêu như trước đây. Tuy nhiên, chúng tôi thay đổi từ một nhà cung cấp dịch vụ số thành một tập đoàn công nghệ cung cấp dịch vụ số. Sự khác biệt ở đây đó là tất cả những cái sản phẩm số mà VNPT mong muốn cung cấp cho xây dựng chính quyền số, như doanh nghiệp cũng như là kinh tế số, thì đều là những sản phẩm công nghệ được phát triển bởi VNPT. Vì đối với lại cái vấn đề chuyển đổi số này, thì trên môi trường không gian mạng, vấn đề an toàn, an ninh là vô cùng quan trọng. Do vậy, thì chúng tôi xác định rằng
để thực hiện được cái nhiệm vụ chuyển đổi số của Việt Nam thì VNPT phải làm chủ về mặt công nghệ và làm chủ về mặt sản phẩm để có thể là cung cấp một cái sản phẩm dịch vụ một cách an toàn cho khách hàng của mình. Cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình.